Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào rạng sáng ngày 10 tháng 5. Lúc hơn 0 giờ sáng cùng ngày, anh Phan Bá Hắc, 23 tuổi, quê Hà Tĩnh, điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ với đường Vĩnh Phú 42 thì va chạm với một xe ô tô 7 chỗ đang băng qua đường. Cú va chạm mạnh làm 5 thanh niên ngã xuống đường, nằm bất động, hai phương tiện hư hỏng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 13 cùng Công an thành phố Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.